kính chào quý khán giả và bà con nông dân đang đến với chương trình Sức mạnh sinh học. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long với sự tài trợ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Thành. Thưa quý khán giả và bà con nông dân, canh tác dựa trên cân bằng sinh thái và áp dụng các biện pháp khoa học đang là xu hướng được các nhà khoa học khuyến cáo. Riêng đối với cây ăn trái thì nhiều kỹ thuật mang tính bền vững cũng được các nhà khoa học khuyến cáo áp dụng vào thực tế sản xuất. Tuy nhiên, trong điều kiện khí hậu có nhiều bất lợi như hiện nay và áp lực dịch hại gia tăng thì chúng ta cần phải áp dụng các giải pháp sinh học này như thế nào để có thể được bảo vệ được năng suất cây ăn trái cũng như là phẩm chất trái, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm. Mong rằng qua chương trình Sức mạnh sinh học kỳ 99 ngày hôm nay với chủ đề ứng dụng các giải pháp sinh học trên vườn cây ăn trái sẽ giúp cho bà con nông dân có thêm những kiến thức và cách làm hay để có thể bảo vệ tốt vườn cây và đảm bảo hiệu quả sản xuất và bền vững với môi trường. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các nhà khoa học tham gia chương trình ngày hôm nay gồm có: xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hâu, giảng viên khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Bùi Thanh Liêm, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Và cũng như thường lệ, để cho nội dung chương trình sát với thực tế đồng ruộng thì chúng tôi có mời đến trường quay hai nhà nông để cùng trực tiếp trao đổi với các nhà khoa học xung quanh chủ đề đặt ra ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu nhà nông Phan Văn Tới đến từ huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long và nhà nông Lý Tấn Phương đến từ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Đồng hành cùng bà con nông dân, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chị Trần Thị Bích Trân, trưởng phòng kỹ thuật Công ty Tân Thành. Lời đầu tiên, thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các nhà khoa học, bà con nông dân đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Thành đã tài trợ cho chương trình. Chúng tôi cũng xin nhắc lại là ở giữa và cuối chương trình thì sẽ có hai lần quay số may mắn dành cho những vị khán giả đã gọi điện thoại về giao lưu cùng chương trình. Còn bây giờ, trước khi đi vào nội dung chính của chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý khán giả và bà con nông dân cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi về tình hình sản xuất cây ăn trái trong mùa mưa. Trong bối cảnh xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản gặp khó khăn thì rau quả nổi lên là một điểm sáng khi kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng trưởng. Với sự đa dạng về chủng loại, dồi dào về sản lượng, ngành hàng trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long có vai trò đặc biệt quan trọng đóng góp vào thành tích này. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu, diễn biến phức tạp của dịch hại đã làm cho những vùng chuyên canh cây ăn trái gặp nhiều khó khăn, làm sụt giảm năng suất, phẩm chất trái, ảnh hưởng trực tiếp thu nhập của nhà vườn. Sau đợt thiên tai hạn mặn lịch sử vào mùa khô năm 2016 vừa qua, những diễn biến cực đoan của điều kiện thời tiết, thủy văn đã bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Thực tế này gây bất lợi cho sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng, nhưng lại tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát sinh, phát triển của dịch hại. Trong đó có những bệnh có khả năng lây lan mạnh, khó quản lý như thán thư trên xoài, sầu riêng, đốm trắng, đốm nâu trên thanh long. Nếu không chủ động đối phó thì chi phí phòng trừ cao nhưng hiệu quả khó đạt như mong muốn. Đặc biệt vào mùa mưa mà cái giai đoạn mà cái hại thiệt là nặng nhất là vào cái ga đọt non và cái ga bông đậu trái, thì mà để làm hạn chế cái mà bệnh thán thư mà tấn công lên trên con xoài á, thì khi mà xài ga hoa nở nhị mà gặp mưa thì mình mở hệ thống cái phun này á, thì mình phun nó rửa cái vườn, trôi cái nước mưa nhiều, trong nước mưa thì có những nhiều khi có mầm bệnh mà mình để, nếu mình để tới sáng mình rửa thì cái có thể là nó cái bào tử nấm này nó sẽ phát tán, có thể phát triển mạnh, nó tấn công làm hư bông xoài đó, nó trễ rồi, cho nên là khi mưa xong là có thể là mình mở vòi mình rửa rồi sáng mình có thể phun thuốc để trị lại. Cùng những bất lợi về thời tiết thì quá trình thăm canh ít chú ý đa dạng sinh học trong hệ sinh thái vườn cây của nhiều bà con đã làm cho tình hình sâu bệnh hại diễn biến phức tạp hơn. Nhiều bà con cho biết nếu không thực sự chú ý thì những vấn đề bên trong môi trường đất cũng sẽ là yếu tố bất lợi lớn cho vườn cây, do chúng tác động trực tiếp đến bộ rễ, làm cây mất sức sinh trưởng, khả năng phục hồi kém và thậm chí chết cây. Chung là cây có múi thì mình phải cho cái mực nước là phải cho cái liếp phải cho cao ráo khô, thì nó mùa mưa thì nó ít bị lằn, nó ít bị hư. Để rễ phát triển thì tôi hay bổ sung thêm cái loại phân kích thích rễ hữu cơ để cho rễ nó phát triển mạnh thì cái cây nó tốt. Một năm thì sử dụng là voi thì cũng rễ hai lần, đầu mùa mưa và cuối mùa mưa. Phân hữu cơ thì cũng mình cũng ủ là hai lần, mình cũng rễ hai lần theo cái chu kỳ vậy. Thực tế cho thấy thời tiết bất lợi có tác động trực tiếp đến hiệu quả canh tác cây ăn trái, nhưng thiệt hại do sâu bệnh gây ra cũng không hề nhỏ.
Vì vậy, việc chủ động phòng ngừa từ đầu là cần thiết. Trước bài toán kinh tế, làm sao giảm giá thành, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thì các giải pháp sinh học trong canh tác vườn giúp cây chống chịu tốt, vừa tạo cây ăn trái an toàn, vừa bảo vệ môi trường là xu hướng tất yếu mà các nhà vườn cần hướng đến. Dạ thưa chú Phương, qua ghi nhận vừa rồi thì có thể thấy là nhiều địa phương trồng cây ăn trái thì gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết bất lợi. Vậy thì không biết là ở địa phương chú thì sao ạ? Có gặp trở ngại gì không? Nói chung thì trong cái những năm gần đây thì rõ ràng cái thời tiết rất là bất lợi cho bà con nông dân chúng tôi. Cụ thể thì khi nắng thì nắng rất là nóng, còn khi mưa thì là mưa kéo dài. Vì thế đó cho nên mà bà con mình hiện nay thì đang là xử lý có khi là rải vụ, nghịch vụ. Thì khi mà cây nó ra bông rồi nó mang trái, nó lại bị rụng bông và rụng trái non. Như thế thì tôi xin phép muốn hỏi quý nhà khoa học xem bây giờ cái tình trạng hiện nay như vậy thì mình có cái giải pháp nào để nhằm đấy là hạn chế vấn đề là nó rụng hoa, là rụng trái non, thì giúp cho cây nó chống chịu lại để có năng suất cá, để giúp cho cuộc sống của bà con. Xin phép xin hỏi ạ. Anh Phương có thể chia sẻ thêm để bà con được biết là hiện giờ anh Phương đang trồng cây ăn trái là cây gì, và coi như là anh Phương đã cái hiện giờ là trên vườn là cây có mang trái hay không ạ? Hiện nay thì cái bất lợi của bà con hiện nay ở quê tôi thì có cụ thể chẳng hạn như là chôm chôm hiện nay như vừa qua rồi, thí dụ như là chôm chôm nó bị nứt trái, đặc biệt là cái giống chôm chôm rong riêng. Hai nữa là xoài. Xoài thì bây giờ là một số gì họ rải vụ, họ đẩy mũ, họ xử lý ra qua nghịch vụ thì cái mưa dầm kiểu này nè là như bông nó tuột, như là ôm trái non, mà cái hiện tượng nứt là hiện nay bà con rất là lo. Dạ, xin cảm ơn chú. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Chân Hâu, cũng như cũng được biết là xoài cát hòa độc thì tỷ lệ đậu trái rất là thấp. Vậy thì trong điều kiện thời tiết mưa nắng bất thường như hiện nay, việc xử lý ra qua rải vụ để bà con có trái để bán vào dịp Tết cũng rất là khó khăn. Vậy thì xin Phó Giáo sư hãy cho biết là chúng ta sẽ xử lý trường hợp này như thế nào? Xin cảm ơn cô. Kính thưa bà con và quý khán giả xem đài thân mến, thì như cái ý kiến của anh Phương đó, thì anh nói là khi nắng thì nắng nóng, rất là nóng, rồi mưa thì là mưa dầm, thì mình có thể gọi là những cái cực đoan như thế. Thì vậy thì nếu mà phân tích ảnh hưởng của từng cái yếu tố thì thí dụ như là bây giờ là nếu mưa dầm thì như vậy thì mưa thì khi mà nó ảnh hưởng đến cái sự ra hoa đậu trái của cây xoài thì chắc là cái chỗ anh Phương quan tâm là cái chỗ đậu trái, thì tôi chỉ nhấn mạnh cái chỗ đậu trái. Thì như chúng ta biết là đối với cái cây xoài thì đối với cái bệnh tháng thư thì cái điều kiện ẩm độ cao là một cái điều kiện rất là quan trọng để cho bệnh tháng thư nó phát triển. Do đó nếu mà mưa dầm là cái điều kiện rất là lý tưởng cho bệnh tháng thư. Do đó như vậy thì anh phải có một cái biện pháp mà quản lý bệnh tháng thư như thế nào cho hiệu quả. Thì như vậy thì cái vấn đề mà bà con muốn phòng ngừa cái tốt nhất đó là sau thu hoạch thì chúng ta phải cắt tỉa cành cho thông thoáng. Cái này là cái cực kỳ quan trọng. Tại vì cái điều kiện chúng ta là mưa ẩm, mà nếu mà chúng ta cắt thì bà con, có nhiều bà con thì trồng cây thì lại cắt tỉa thì lại sợ thấy nó thưa, cắt thưa quá thì thấy nó uổng. Như vậy thì chúng ta sợ chúng ta không cắt. Do thành ra là chúng ta làm sao cắt tỉa cho nó thông thoáng. Và như thế thì nó sẽ là trước nhất là khi chúng ta phun thuốc thì nó sẽ hiệu quả. Cái thứ hai nữa là cái điều kiện thông thoáng như vậy đó thì cái nấm bệnh đó, cái bệnh tháng thư đó, cái bào tử bệnh nó cũng không có điều kiện để phát triển. Và con nhớ là phun thuốc mà nó có hiệu quả là phải là phun đều hai mặt lá, chứ không phải là chúng ta phun một mặt lá, hoặc là chúng ta có kỹ thuật là phun mạnh cho cái lá làm sao mà nó lắc lắc để mà có thể tiếp xúc được hết hai bề, thì như vậy thì mới được. Mưa thì đương nhiên là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề đậu trái. Thì do đó nếu mà thật sự mà nói, nếu mà mưa dầm mà liên tục 7 đến 10 ngày thì chắc có lẽ là những cái thời tiết như thế thì chắc có lẽ là coi như là mình xui đi. Chứ rõ ràng là, hoặc là chỉ có một cách nữa thì là mình làm cái nhà mà mình ni lông đó, hoặc là nhà lưới đó, mình che mưa lại. Thì cái này là cái công nghệ cao này thì chắc có lẽ là hiện nay thì nếu mà mình có dịp mình đi coi mấy cái hình ở trên mạng đó thì thấy ở Nhật họ làm. Thì vậy thì mình có thể là ngăn ngừa được cái ảnh hưởng trực tiếp của cái giọt mưa đối với cái sự đậu trái của cây xoài. Tại vì của một số kết quả trên thế giới người ta cho thấy rằng những cái giọt nước nó bám trên cái nướng của cây hoa đó thì nó làm, có thể là làm cho nó loãng cái môi trường, cái hạt phấn, làm cho cái hạt phấn nó không nảy mầm được. Do đó thành ra là để mà giúp cho cái sự mà đậu trái mà nó tốt đó thì thông thường chúng ta sẽ hỗ trợ cái vấn đề nảy mầm của hạt phấn và cái sự phát triển của ống phấn bằng cách là có thể bà con sẽ phun mấy cái sản phẩm phân mà có cái bo hoặc là canxi
à, để giúp cho nó phát triển cái ống phấn trước. Thành ra chúng ta mà bo với canxi là những cái chất thì nó hơi di chuyển rất là chậm ở trong cái cây, do đó thành ra thường là chúng ta phải phun hai lần trước khi qua nở cỡ chừng vài ba ngày và sau khi qua nở vài ba ngày để chúng ta cung cấp để hỗ trợ cho cái sự nảy mầm của hạt phấn và cái sự phát triển của cái ống phấn. Còn bây giờ cái mà anh nói cực đoan là gì, nắng nóng vậy thì ảnh hưởng cái gì? Nếu mà nói nắng nóng vậy thì chúng ta có thể thấy nắng nóng chứ như là nhiệt độ cao, mà kết quả cho thấy là nhiệt độ nếu mà thường mà ở cái thời điểm mà cây hoa mà nó nở đó, bà con gọi là xuống nhị, thì nhiệt độ nếu mà trên 30 độ mà đặc biệt là có những ngày mà tới 35, 40 độ thì cái này nói chung là ảnh hưởng rất lớn đến đầu trái. 35 độ trở lên là khó rồi. Thành ra là ở đây chỗ này tôi nghĩ là nếu mà nhiệt độ cao ảnh hưởng đến sự đầu trái như vậy thì chúng ta có thể khắc phục bằng cách là chúng ta có thể phun nước đó. Dạng phun mà cho nó thiệt là mịn, tức là không có giọt nước, để mục đích là mình giảm cái nhiệt độ xuống, có thể là hỗ trợ phần nào, thì chúng tôi cho rằng đây là cũng là một cái giải pháp và có thể là có hiệu quả. Xin cảm ơn bà con. Dạ, chú Phương có điều gì muốn trao đổi thêm với các nhà khoa học không ạ? Ở quê tôi thì bà con ta trồng chôm chôm, cái họ trồng xen cái cây chôm chôm đực. Cái cây chôm đực mà khi nó phát qua cùng cây chôm chôm bình thường thì gần đó những cây chôm chôm khác thì đậu trái rất là cao. Bây giờ vậy thì tôi cũng nghe nói là bà con, một số bà con nói bây giờ vậy là hiện nay cái kinh tế của cây xoài cát Hòa Lộc nó rất là có giá trị. Thì bây giờ bà con ta cũng muốn thụ phấn chéo vậy đó, nên là ta trồng xoài, nhưng họ trồng xen thêm một số cây xoài không phải là cát Hòa Lộc mà giống khác, để cho nó thụ phấn chéo nhau để tăng cái năng suất. Tuy nhiên nhưng mà bây giờ về chúng tôi không hiểu là bây giờ nếu mà nó thụ phấn chéo thì cái trái xoài nó có bị giảm chất lượng gì không? Bởi vì trái xoài cát Hòa Lộc rất là ngon, mà nếu mà nó chéo cái xoài Đài Loan hay xoài khác nó chua như vậy thì mình bán như vậy thì nó không có tiền sao, thì xin phép hỏi nhà khoa học như vậy nó có ảnh hưởng gì không? Dạ, thưa phó giáo sư, biện pháp đa dạng sinh học trong vườn cây ăn trái như là chú Phương vừa nêu thì có thể áp dụng vào thực tế không ạ? Cảm ơn câu hỏi của anh Phương. Dạ. Thì thật ra thì cái quan sát của anh á, cái mà anh đưa ra cái ví dụ á, thì mới nghe qua thì nó có thể là hơi đúng, nhưng mà cái bản chất của hai vấn đề thì nó khác. Thì cái chỗ anh mà cây chôm chôm mà trồng thêm cây đực là tại vì nó thiếu phấn. À, nó không có phấn, thành ra là anh phải trồng thêm cái cây đực vô để cung cấp cái phấn, hoặc là mình phun cái chất kích thích để mà cho hạn chế cái sự phát triển của bộ phận cái mà mình cái hoa đực nó phát triển. Nói chung là để tăng cái nguồn phấn để nó tăng cái đầu trái. Còn cái trường hợp cái xoài cát Hòa Lộc là khác. Trường hợp xoài cát Hòa Lộc có khi là có phấn nhưng mà không đậu. À, cái này là cái hiện tượng này trong cái từ chuyên môn thì nó gọi là hiện tượng gọi là tự bất tương hợp. Nha, tự bất tương hợp tức là phấn mà của cái cây xoài cát Hòa Lộc mà đặc biệt. Và trong cái trường hợp này nếu mà chúng ta trao đổi với bà con mà trồng xoài ở mấy cái vùng mà lâu năm rồi, như là ở chỗ cái Bè rồi ở chỗ Cao Lãnh, thì thông thường thì bà con trồng cái cây xoài mà cát Hòa Lộc mà từ cái cây mà gieo từ hột thì bà con nói là cái cây đó dễ đậu trái. Không biết là anh có kinh nghiệm này không, và người ta thích trồng cái cây bằng hột hơn là trồng cái cây mà cây ghép đó. Là tại vì là cái cây này nó dễ đậu trái. Thì vậy thì tại sao nó dễ đậu trái? Thì một số rất là nhiều cái nghiên cứu ở trên cái cây về sự đậu trái trên cây ăn trái thì cho thấy rằng nó có cái hiện tượng tự bất tương hợp. Mà nếu mà nói một cách dễ hiểu, tức là cái hạt phấn như là cái bầu nõn mà nói chung có cùng một kiểu di truyền với nhau thì nói chung thì nó sẽ là không có đậu trái được. Thành ra là cái cây xoài cát Hòa Lộc mà anh nhân giống bằng cái phương pháp mà vô tính đó, tức là ghép đó, ghép bo, ghép này nọ, thì khi trồng vậy thì nguyên cái vườn của anh thì toàn bộ những cái cây xoài mà lấy từ một cây mẹ, có nghĩa là những cái cây này đặc điểm di truyền giống nhau. Thì điều này rất là tốt để bảo đảm rằng là cái chất lượng trái khi mà mình xuất ra đó, thì đặc biệt là trong cái bối cảnh mà việc ghép, global ghép hiện nay, thì điều này rất cần. Tức là mình sản xuất ra cái chất lượng nó phải đồng đều. À, nhưng mà nó dở có một cái là tất cả những cái cây giống ở trong cái vườn của anh 5-7 công đều giống nhau hết, thì về hạt phấn là cái kiểu di truyền nó giống nhau, do đó thì nó sẽ tự bất tương hợp, nó không có chịu thụ phấn rất dồi dào. Còn cây chôm chôm của anh là không có phấn dồi dào, thành ra nó không có đậu trái được đó. Do đó thành ra cái hiện tượng này như vậy thì để gì? Nhưng mà tại sao cái cây mà cát Hòa Lộc mà trồng bằng hột thì nó lại đậu? Là tại vì anh biết là cái cây mà sợi cát Hòa Lộc mà trồng bằng hột thì có thể có cái cây mà trồng từ cái hột mà nó do cái sự hình thành của hợp tử, và như vậy thì những cây này nó phân ly. À, như vậy thì những cây trồng từ hột thì có thể là hai cái cây lấy từ một cây mẹ, nhưng mà có thể là cái đặc điểm di truyền nó khác nhau. À, khác nhau thì nó lại thụ nhau được. Chính vì vậy mà bà con thường thường trồng cái cây xoài hột thì lại khoái hơn xoài ghép.
Do đó như vậy thì nếu mà trường hợp đối với cây xoài mà anh trồng cái giống xoài Đài Loan vô thì chắc chắn là kiểu di truyền nó sẽ khác với cái ông này rồi. Thành ra là nó sẽ giúp cải thiện sự đậu trái. Do đó thành ra đây là một cái cách mà có thể là giúp cho tăng đậu trái trên cây xoài là rất là hợp lý. Thật ra thì không riêng gì trên cây xoài mà trên cây sầu riêng. Vấn đề mà thiết kế cái vườn cây khi mà mới trồng cây bố trí giống thì người ta cũng phải nghĩ tới cái chuyện làm sao mà cho nó có khả năng nó thụ phấn chéo để hạn chế cái tình trạng gọi là tự bất tương hợp này. Thì như thế thì mới có đạt được năng suất cao. Nhưng mà về mặt bản chất để cải thiện thì chúng ta có thể là thực hiện được. Nhưng mà đối với cây chôm chôm nha, mà anh trồng cái giống khác vô rồi coi chừng là không hiệu quả, tại vì nó thiếu cái nguồn phấn đực. Dạ, xin được cảm ơn Phó Giáo sư. Dạ, thưa chú tới, sau khi nghe các nhà khoa học truyền đạt kiến thức về tỷ lệ đậu trái thì chú có điều gì muốn trao đổi thêm với các nhà khoa học không ạ? Thì tôi thấy cây ăn trái vào mùa bông trái vào mùa mưa thì phẩm chất và màu sắc không đạt thì trái rất khó bảo quản, xấu, già xấu, dễ bị hư nứt. Vậy khi vào mùa mưa đậu trái, khi vào đậu trái không biết là làm cách nào mà tôi không sử dụng thuốc hóa học mà có trái ngon và đẹp. Dạ, hiện giờ thì anh tới đang trồng cây ăn trái là cây gì vậy? Dạ, cây cam sòn và cây bưởi năm rồi. Dạ. Hiện giờ thì mùa mưa thì anh đang là sử dụng thuốc hóa học để mà quản lý. Và anh mong muốn là sẽ có cái biện pháp mà tránh sử dụng biện pháp hóa học, thuốc hóa học. Dạ. Mong nhận ý kiến từ nhà khoa học. Dạ, và với câu hỏi này thì chúng tôi xin được mời tiến sĩ Bùi Thanh Liêm sẽ tư vấn cùng chú. Thì có lẽ câu hỏi của anh tới là cũng là câu hỏi của rất nhiều bà con nông dân mà xử lý ra trái nghịch vụ. Tại vì phần lớn cây ăn trái của chúng ta là ra trái trong cái mùa khô, và cái quá trình thụ phấn đậu trái nó rất là thuận lợi. Còn khi mà chúng ta xử lý ra qua mùa nghịch trong cái mùa mưa đó thì cái tiến trình từ lúc mà đậu trái ra qua rồi nuôi trái đến thậm chí thu hoạch thì nó lại rơi vào phần lớn vào cái mùa mưa. Chúng ta biết là cái mùa mưa thì ẩm độ nó rất là cao, tác động của giông gió, cái nhiệt độ rồi cái những cái thời tiết nó thay đổi bất thường thì nó ảnh hưởng đến cái vấn đề xử lý ra qua của cây trồng của chúng ta. Mặc dù chúng ta có thể là xử lý khô hạn bằng cách là chúng ta phủ ni lông để giúp cho cái cây nó ra qua, nhưng mà nó vẫn bị tác động của thời tiết rất là lớn. Chính vì thế mà chúng ta thấy là trong cái lúc mưa mà nó thay đổi, thậm chí là mưa dầm nhiều ngày thì cái vườn mà chúng ta xử lý ra qua nó cũng rất là khó, hoặc là cái tỷ lệ ra qua trên vườn cây ăn trái của chúng ta nó còn thấp hơn. Thì như vậy để giải quyết cái vấn đề này thì là chúng ta biết là cái kỹ thuật là một, nhưng mà yếu tố thời tiết nó cũng nặng lắm. Cho nên là khi mà xử lý ra qua chúng ta nên quan tâm đến cái vấn đề bón phân cũng như là hỗ trợ cái cây nó ra qua tốt hơn. Ví dụ để cho cây nó ra qua tốt, để có năng suất và chất lượng sau này đó, thì chúng ta bón phân ưu tiên cái phân lân và cái phân kali. Thì là chúng ta bón như thế thì cái cây nó sẽ ra qua tốt hơn, và chúng ta phun hỗ trợ bằng những cái chất, ví dụ là MKB hoặc là những cái chất mà nó giúp cho cái tạo cái mầm hoa tốt hơn trước khi chúng ta xử lý cây khô hạn. Thì như vậy là cái cây của chúng ta nó sẽ điều cái điều kiện ra hoa nó sẽ tốt hơn. Rồi khi mà chúng ta nuôi trái cũng vậy, cái trái mà trong mùa mưa nãy anh tới nói là nó thường là nứt trái hay là rụng trái thì nó có mấy cái vấn đề. Trong cái mùa mưa không phải lúc nào cũng mưa, nhưng mà hết mưa nó sẽ nắng. Và nắng thì bà con thường không quan tâm đến cái vấn đề tưới nước trong mùa mưa. Ít bà con nông dân nào lắm. Đặc biệt là trên cây chôm chôm. Thì chúng ta thấy là khi mà mưa rồi đó nắng. Mà nắng thường nắng trong mùa mưa thì chúng ta thấy nó rất là nóng. Và có gió. Nắng gió thì nó rất là mau khô. Cái đất chúng ta khô đi. Và sau đó là mưa lại. Thì là cái quá trình cái cây của chúng ta nó bị sốc nước. Và sốc nước khi nắng mưa thì cái trái nó dễ bị nứt. Cái này rất là dễ, cho nên để giải quyết vấn đề này thì bà con cũng phải tưới trong cái mùa mưa, trong những cái ngày nắng đó. Cái vấn đề thứ hai là bà con bón phân không có đúng phân. Ví dụ là bà con thấy cái cây của mình muốn cho cái trái lớn, bà con lại là bón cái giai đoạn đầu và giai đoạn tạo hột của cái cây đó, bà con bón nhiều đạm quá. Thì lúc đó là cái trái nó phì lên, cái vỏ nó mỏng lại, và cái sức mà trương của cái trái đó đối với nước nó chịu đựng nó rất là kém. Cho nên là gặp cái trường hợp mà thời tiết
nó lại là mưa nắng thất thường thì là cái trái chúng ta rất là dễ bị nứt. Cho nên bà con phải lưu ý bón phân từng giai đoạn. Ví dụ như là cái giai đoạn 1 trái bắt đầu đậu trái thì bà con ưu tiên cho cái phân đạm. Rồi chúng ta từ từ chúng ta tăng lên cái lượng phân lân và kali, tăng lên là 16, 16, 8, tăng lên là 20, 20, 15, tăng lên là 3, 6, 15. Sau đó chúng ta có thể là tăng lên cái lân và cái kali cao nữa, ví dụ 12 là 24, 24 gì đó, 8, 24, 24. Mà chúng ta có thể giảm bớt cái áp lực thuốc đối với sâu và bệnh. Đặc biệt là cái bệnh hiện nay thì cái áp lực bệnh rất là lớn. Nhiều cái bệnh, ví dụ như là tháng thư, rồi cái bệnh do Phytophthora hay là cái bệnh là thối trái rất là nhiều. Nhưng mà là nếu mà chúng ta dùng cái giải pháp là bao trái thì là cái hiệu quả nó cũng không cao lắm. Cái bao trái thì chủ yếu là do cái côn trùng, thì chúng ta bao trái sớm thì chúng ta hạn chế được cái côn trùng, thì chúng ta sử dụng ít cái bệnh. Nhưng mà là nếu mà đối với bệnh thì chúng ta nên dùng những cái giải pháp khác. Ví dụ là dùng những cái chất đối kháng, hoặc là chúng ta bón nhiều cái phân hữu cơ để giúp cho cây khỏe, cây chống lại bệnh. Hoặc là chúng ta sử dụng những cái loại phân mà nó tạo chất kích kháng ở trong cái cơ thể, giúp cho cái cây nó chống chịu lại bệnh. Thì cái đó là những cái mà bà con nên quan tâm. Xin được cảm ơn tiến sĩ. Phương có câu hỏi thêm. Dạ, xin mời chú học liên quan đến vấn đề là mới nãy chúng ta có đề cập tới cái cây xoài và cây chôm chôm mà có trồng xen cây đực đó. Anh muốn hỏi cái liên quan tới vấn đề phẩm chất. Dạ. Tôi xin phép hỏi thêm, hồi nãy thì chỗ giáo sư có nói là cái thụ phấn chéo ở trên cây sầu riêng, cây xoài. Thì câu này giáo sư đã giải thích rồi, chúng tôi rất là sáng ý rồi, rất là hay và tiếp thu được ý này. Nhưng mà còn một chỗ tôi còn băn khoăn là cái chất lượng á. Bởi vì là giáo sư chưa có nói vấn đề này, là giờ trái xoài cát hòa lọc mà nó thụ phấn chéo của xoài Đài Loan thì cái chất lượng cái sao cát hòa lọc có giảm hay không. Cái thứ hai là cây sầu riêng, bây giờ thí dụ tôi trồng sầu riêng ri sáo, sầu riêng mon thon thí dụ, mà nó thụ phấn lỡ cây sầu riêng hủ qua xanh ví dụ thì nó có bị nhẫn đắng hay không, thì xin phép giáo sư giải thích luôn phần này. Rồi rồi, đúng rồi, hồi nãy anh hỏi ý này mà tôi quên. Xin kính chào bà con, cảm ơn cái câu hỏi của anh. Thật ra cái như chúng ta thấy là nếu mà cái những cái vườn xoài mà của bà con mình trồng ở như nãy giờ tôi nói sự cắt và lọc hay gì đó thì rõ ràng là chúng ta thấy cái trái nó không ảnh hưởng gì hết, phải không? Trái rất là đẹp. Thì do đó thì ra thật sự mà nói thì có thể là chúng ta trồng xen như thế thì có thể là không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà nếu mà nói hoàn toàn mà không có ảnh hưởng thì có thể là không đúng. Thì chúng tôi cũng có một cái thí nghiệm là dùng các cái loại hạt phấn khác nhau để mà thụ phấn chéo cho cây sầu riêng. Thì thấy là nói chung thí dụ như là trên trước đây chúng tôi nghiên cứu trên cái sầu riêng sữa hạt lép. Thì nói chung là cái giống là sữa hạt lép. Thành ra có lẽ là cái mà bà con quan tâm đó là cái tỷ lệ hạt lép chứ gì. Thì nói chung thì khi mà chúng tôi dùng cái phấn mà khổ qua xanh giống như anh nói thì nói chung là nó không làm thay đổi. Nhưng mà nó cái những cái hạt phấn của những cái giống sầu riêng khác nhau thì nó có thể là cũng có ảnh hưởng chừng mực nào đó. Thí dụ như là những cái giống mà có thời gian mà phát triển trái dài thì nó cũng sẽ làm cho cái trái là nó hơi dài dài hơn chút, tức là thời gian thu hoạch kéo dài hơn chút, chứ không có hoàn toàn là giống nhau. Do đó thành ra là về mặt cái chất lượng thì có thể là không có ảnh hưởng lắm. Thí dụ như là bây giờ anh trồng cái sầu riêng đi, sầu riêng ri sáo với lại anh trồng mãn thòn chung như khai hai cái khác nhau, nhưng mà hai cái giống này nó chất lượng quá trời đi gì, phải không? Thì vậy thì tôi nghĩ đâu có vấn đề gì anh phải băn khoăn. Hai cái giống này đều là hạt lép, đều là chất lượng ngon. Nha, thì ví dụ như là xoài cát hòa lọc mà anh trồng chung với lại cát chu hay gì đó, hoặc là giống như nãy tôi nói là anh trồng, thay vì anh sợ thì anh cứ trồng cái cây hột xen vô. Thì bản thân cái cây hột là coi như là về mặt di truyền là nó khác với là cái ông này rồi. Thành ra là tôi nghĩ đây là một cái giải pháp mà anh có thể là yên tâm. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư. Thưa chị Bích Trân, ảnh hưởng của thời tiết đến quá trình sản xuất nông nghiệp của bà con thì rất là lớn. Tuy nhiên mà tác hại của các đối tượng dịch hại thì cũng không nhỏ. Cụ thể như là bệnh tháng thư trên xoài, sầu riêng và chôm chôm thì sẽ làm ảnh hưởng đến năng suất cũng như là gia tăng chi phí. Vậy thì chị Bích Trân có giải pháp nào để giúp cho bà con quản lý hiệu quả được bệnh này cũng như là giảm được giá thành không ạ?
Vừa rồi thì đối với các cái đối tượng gây hại trên cây ăn trái vào mùa mưa thì bên công ty Tân Thành cũng có mở rộng cái nghiên cứu. Nhưng mà sau tất cả thì chúng tôi cũng khuyến cáo bà con là cái sức mạnh sinh học mà liên quan đến vấn đề mà chúng ta xử lý cái việc là tỉa cành tạo tán, hoặc là chúng ta thiết kế được cái mương vườn ngay từ đầu để mà sẵn sàng cho cái việc là hạn chế cái việc phát triển của nấm bệnh là điều quan trọng. Sau đó thì chúng tôi có mở rộng nghiên cứu là đối với một số cái sản phẩm sinh học cũng như là hóa học ở trên cái đối tượng là bệnh tháng thư, thì kết quả cho thấy là cái sản phẩm Chubeca, tức là thuốc trừ bệnh sinh học, thì có tác dụng giúp cho bà con trừ được cái bệnh tháng thư trên xoài và một số cái cây ăn trái khác. Như vậy thì bà con cũng sử dụng như là cái cách bà con sử dụng thuốc hóa học, bởi vì bản chất của cái sản phẩm Chubeca này là một cái dạng chiết xuất, và cái dung dịch này bà con có thể sử dụng pha với nước để phun bình thường chứ không phải là một cái dạng vi sinh vật sống, cho nên là chúng ta không gặp cái trở ngại về cái việc là nếu như trên vườn có cái sâu hại thì bà con có thể phối để mà bà con phun để nó đạt được cái hiệu quả kinh tế, đỡ tốn công lao động, bởi vì công lao động và cái công phun trên vườn cây ăn trái cũng rất là khó. Và như chúng tôi nói là giải pháp thuốc để mà tác động đó là giải pháp cuối cùng sau những cái biện pháp mà bà con sử dụng. Nhưng cái tiện dụng ở đây là ví dụ như tháng thư trên xoài bà con cũng xử lý vào 3 thời điểm là lúc mà cái tựa cái cự gà trên cái cây, rồi sau đó là cái bông ra rộ và sau đó là tượng trái non, thì bà con vẫn có thể phun Chubeca và bà con quản lý được cái bệnh tháng thư một cách là hiệu quả giống như là cái thuốc hóa học. Còn nếu như trên ruộng của trên vườn của bà con mà đã có xuất hiện bệnh tháng thư mà bà con phát hiện trên lá rồi, từ trước rồi, trước khi bà con xử lý, thì cái việc mà bà con sử dụng thuốc hóa học để trị ngay đó là điều cần thiết. Thì bên công ty Tân Thành có cái sản phẩm đó là cái Nutracon với cái hoạt chất là Robinef thì sẽ giúp cho bà con trị được cái bệnh tháng thư trên xoài. Rồi sau đó, sau khi chúng ta vệ sinh vườn, sau khi chúng ta trị, chúng ta đã diệt được cái nguồn nấm bệnh ở trên cây rồi, thì chúng ta áp dụng lại cái phương pháp phòng trị bằng cái việc là sử dụng thuốc trừ bệnh sinh học Chubeca. Như vậy thì nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn, bởi vì Chubeca sẽ giúp kích kháng để mà phòng trừ được cái bệnh này. Yeah, xin được cảm ơn chị Bích Trân. Và liên quan đến vấn đề bảo vệ cây ăn trái trong mùa mưa thì bà con nông dân tại phim trường của chúng ta có điều gì muốn trao đổi với các nhà khoa học không ạ? Tôi xin hỏi. Dạ, xin chào anh. Không biết anh tên gì và đến từ đâu ạ? Tôi là Phan Văn Nhân ở xã Long Thành, thị xã Bình Minh. Xin hỏi nhà diễn giả ăn câu. Tôi thấy cây ăn trái có múi thường hay bị thối rễ. Cái bệnh này rất khó trị mà độc hại. Thì xin hỏi cái, tại sao nó tấn công nhanh, tấn công mạnh đối với cây trồng? Thì thuốc sinh học, thuốc hóa học thì chưa có biện pháp áp dụng trên thuốc sinh học. Thuốc sinh học có loại thuốc nào để quản lý cái dịch bệnh này không? Xin hết. Dạ, xin được cảm ơn câu hỏi của anh. Dạ, với câu hỏi này thì chúng tôi xin được mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hâu sẽ giải đáp cùng anh. Cảm ơn câu hỏi của anh. Thì thật ra thì như chúng ta biết là cái đối với cái cây có múi nói chung, như là bưởi rồi cam sành, cam sòn rồi quýt đường, thì rõ ràng là cái bệnh mà thối rễ là rất là nguy hiểm, và đây là cái bệnh mà gây chết cây. Thì có lẽ là anh có cái nhận xét rất là đúng, là tại sao mà thấy là gần đây thì nó mưa dầm thì nó phát triển mạnh, thì điều này nó rất là hợp lý. Như nãy ta nói là cái đối với cây xoài thì cái điều kiện ẩm độ cao trong cái tán cây thì nó là điều kiện có cái cho cái bào tử nó phát triển, nó gây hại. Thì vậy thì đối với cái cây mà có múi á, thì nếu mà mưa dầm mà nếu mà anh không có làm cho cái vườn của anh thoát nước, làm ẩm độ cao, đặc biệt là cái vùng rễ nó bị úng nước, thì đây là một cái điều kiện rất là thích hợp cho cái nấm Physalium và các cái nấm trong đất như là Phytophthora nó tấn công, thành ra là nó sẽ phát triển rất là mạnh. Chính vì vậy mà trong cái kỹ thuật mà canh tác cái cây có múi nói chung đó, thì thường thường thứ nhất người ta khuyên là anh phải làm cho cái vùng rễ nó tơi xốp. Thì để tơi xốp thì chúng ta làm cái gì? Nó phải lên mô, phải không?
lên mô. Chứ nếu mà anh trồng mà không có mô, trồng sát dưới trồng sát dưới mặt đất, thì đặc biệt là đất của đồng bằng sông Cửu Long của mình thì nhiều sét, thì như thế thì sự thoát nước rất là kém. Do thành ra nếu mà mưa dầm nó bị úng nước thì nó bị tình trạng gọi là bị thiếu oxy cục bộ, thì trước nhất là cái cây nó sẽ giống như nó bị nín thở vậy đó. Thì nếu mà mưa dầm lâu ngày chừng tuần lễ thôi thì anh sẽ thấy sau đó là sao, cái cây lá nó sẽ vàng, phải không? Cái đó là biểu hiện là cái cây nó bị thiếu oxy. Do đó thành ra là một trong những cái giải pháp mà để hạn chế cái bệnh mà gây hại, đồng thời là giảm cái ảnh hưởng đối với sự sinh trưởng của cây, và chúng ta phải làm cho cái vùng rễ của cái cây có múi chúng ta phải hết sức là tơi xốp. Do khi trồng chúng ta phải đắp mô, và đồng thời là chúng ta phải bón phân hữu cơ để giảm bớt cái vấn đề cái đất sét nhiều đó. Thì nó mưa thì nó làm sao là phải thấm rút nước liền mới được nha. Do đó thành ra là thật sự mà nói thì tôi không biết là anh trồng cây có múi từ đó tới giờ mà trời mưa có khi nào anh ra vườn anh coi cái vườn cây của anh nó có bị úng không? Có không? Mưa ra ngập nước rồi tôi cũng có làm coi không? Để xả ra liền. À thì bây giờ anh về anh coi lại nha, mùa mưa anh coi lại cái các cái cây bưởi, cây cam của anh coi có đắp mô cho nó cao thông thoáng, nó có bón phân hữu cơ không? Đặc biệt là mưa thì nó sau khi mưa thì nó có bị động dũng không? Đó, động dũng nước cũng là một cái mà chúng ta. Và thứ hai nữa là cái vấn đề bón phân. Thì nếu mà trong mùa mưa này, nếu mà mưa mà cái cây mà trong giai đoạn mà ra đọt mà anh bón phân đạm để kích thích ra đọt nhiều quá thì cũng là một cái điều kiện rất là dễ bị nấm bệnh tấn công. Do đó thành ra là như vậy thì giải thích lý do tại sao mà mưa nhiều mà bệnh nó phát triển mạnh là như vậy vậy nha. Tức là mưa nhiều thì nó sẽ tạo điều kiện cho nấm bệnh phát triển. Và như vậy thì với những cái kỹ thuật mà canh tác của mình không có đúng thì như vậy thì nó sẽ tạo điều kiện cho bệnh nó phát triển những mạnh hơn. Và liên quan đến vấn đề là cây có múi thì dễ bị các bệnh hại rễ, thì chú Tới có điều gì muốn hỏi thêm các nhà khoa học không ạ? Thì tôi nghe nói các nhà khoa học nói thì đất ít hữu cơ thì vi sinh vật có lợi sống được. Vậy tại sao cùng một loại đất mà vi sinh vật, cùng một loại vi sinh vật với nhau mà vi sinh vật có hại lại phát triển mạnh trên vùng đất cằn cỗi ít phân hữu cơ để chúng có thể là gây hư cái bộ rễ? Dạ. Nghĩa là anh mất cũng là vi sinh vật mà con có lợi con có hại, rồi đất cằn cỗi á, thiếu phân hữu cơ á, thì lại có nhiều cái vi sinh vật có hại. Vậy anh hỏi làm sao mà nó lại khác nhau như vậy? Có lợi có hại nó lấn cấn, mong được nhà khoa học giải thích. Dạ, chắc là xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Thông. Cảm ơn câu hỏi của anh. Giờ tôi hỏi anh nè, anh ở đây là anh thường anh ăn gạo tẻ gì phải không? Có bao giờ anh đi qua bên Lào chưa? Dạ chưa. Chưa. Ờ, người Lào khoái ăn gạo nếp chứ lắm. À, phải không? Rồi nếu mà gặp mấy ông Tây đó, thường ông khoái ăn bánh mì phải không? Vậy là cùng người với nhau, nhưng mà người thì ăn bánh mì, thì người thì ăn gạo tẻ, người thì ăn gạo nếp, khác nhau chứ đâu có giống nhau đâu. Thành ra anh nói vi sinh vật thì nhập chung một cục vậy thôi, chứ vi sinh vật nó nhiều loại lắm, không có vi sinh vật nào giống vi sinh vật nào đâu. Thì trong đó có một vài cái mà đặc điểm mà có thể nói một cách khái quát cho anh với lại bà con ở trong hiểu, đó là thật sự mà nói là cái nấm trico thì thường là nó chỉ phân hủy những cái mà thực vật mà nó đã chết rồi, tức là nó chuyển qua màu vàng thôi, và sau đó nó sẽ phân hủy thành mùn, thành phân hữu cơ nha. Do thành ra là muốn cho cái con này nó phát triển thì phải có những cái cây mà cái cỏ, cái xác bã thực vật gì đã chết rồi để nó phân hủy. Còn cái nấm bệnh mà nó gây hại thì thường nó tấn công là cây trồng, cây tươi. Tại vì cây tươi của mình á, cây trái nó còn tươi, hai cái rất là căn bản khác nhau phải không? Cái thứ hai nữa là cái điều kiện mà phát triển có thể cũng khác nhau. Thí dụ như là cái môi trường mà anh đất của anh á mà hơi chua thì như vậy á, thì cái khoảng chừng 4 cho tới 5 rưỡi chẳng hạn, có một số nghiên cứu cho thấy khoảng đó thì cái trico nó lại phát triển mạnh. Nhưng mà cái môi trường nó hơi kiềm hơn chút thì lại cái nấm bệnh nó lại phát triển mạnh hơn. Do thành ra là cái muốn cho mà cái trico mà nó phát triển tốt nha, thì vậy thì chúng ta phải tạo điều kiện cho cái môi trường cho nó phù hợp. Và nói chung thì hai cái này là khác nhau chứ không có giống nhau nha. Thành ra là nếu mà chúng ta bón vôi mà nhiều quá để mà nâng pH lên để nó trung tính 6,5 hay gì đó chẳng hạn, 6,5 gì đó, thì về nguyên tắc là nó sẽ tốt, những dinh dưỡng nó được cân bằng. Nhưng mà đây là cái điều kiện rất thích hợp để cho nấm bệnh ở trong đất phát triển. Còn cái đất mà nó hơi chua chua thì nó lại nó dở, nhưng mà cái là nó lại là
cái khi trico nó lại phát triển mạnh hơn chẳng hạn. Và muốn cho trico phát triển thì vậy thì cái việc hết sức quan trọng là chúng ta phải cho nó ăn, nó có thức ăn, nó có chất hữu cơ. Còn nếu mà cái cây mà anh thấy là đất cằn cỗi không có chất hữu cơ, tại vì cái nấm bệnh nó đâu cần chất hữu cơ đâu, phải không? Nó chỉ cần cái cây của anh thôi, cần cái trái của anh thôi, do đó thành ra là hai cái hoàn toàn khác nhau. Chắc coi có nó một vài cái ý trao đổi với bà con như thế. Hiện giờ anh tới trên vườn anh tới trồng cam sòn cũng là một cái loại cây rất là khó chăm sóc và cho giá trị kinh tế cao. Như vậy thì hiện giờ anh có bón phân hữu cơ cho cái cây cam sòn không? Và nếu có thì anh bón cái gì? Thì bón như phân bò ủ nấm chico. À, vậy là anh cũng đã có tự ủ tự và ủ bón được qua một năm như vậy thì anh bón mấy lần? Thì cũng ít nhất là cũng một lần. Ít nhất một lần mà trong mùa mưa này hay là anh bón mùa nắng? Cuối mùa mưa, cuối mùa mưa mới bón. Dạ, như vậy thì một năm anh sẽ cung cấp một lần phân hữu cơ và cuối mùa mưa đầu mùa nắng. Và liên quan tới cái việc như vậy thì anh cung cấp khoảng bao nhiêu ký khoảng trên một gốc? Một gốc thì khoảng từ 10 đến 15 ký. Dạ. Với cách làm của anh như vậy thì xin các nhà khoa học có thể cho anh thêm ý kiến để sau chương trình anh có thể tiếp tục áp dụng phương pháp này hay không ạ? Thật ra thì nếu mà nói về vấn đề mà sử dụng cái phân hữu cơ đó thì chắc là nói thì tóm tắt cho nó dễ hiểu như thế này. Cái phân hữu cơ thì như chúng ta biết thì đây là một cái loại phân mà nó có đầy đủ các chất dinh dưỡng hết. Cái cây nó cần tới mười mấy chất dinh dưỡng là mà trong phân hữu cơ thì có đầy đủ hết. Nhưng mà nó sẽ không có nhiều, không có nhiều, có đầy đủ, tức là cái số lượng chất thì đủ nhưng mà cái lượng thì không có nhiều. Do đó thành ra là cái muốn bón mà cho có hiệu quả thì vậy thì bà con nhớ là phải bón cái lượng lớn. Cái thứ hai nữa là muốn bón mà theo từng giai đoạn để mà cải thiện năng suất và chất lượng thì có khi là phải dùng thêm cái phân hóa học mới được. Chứ còn nếu mà chúng ta sử dụng cái phân hữu cơ mà hoàn toàn phân hữu cơ thì thật sự mà phải nói là phải bón với một cái lượng thiệt là lớn thì nó mới có hiệu quả nha. Thành ra là đó là một cái nguyên tắc là sử dụng phân hữu cơ, tức là muốn có hiệu quả thì thứ nhất là phải sử dụng với cái lượng lớn. Cái thứ hai là phân hữu cơ là nó có tác dụng chậm nha. Thành ra là về nguyên tắc là không thể nào mà bón thúc được. Nhưng bón thúc không có hiệu quả. Thí dụ nó trời cái cây này nó đang si quá, đang phát triển mạnh, bón thúc vô thì không có hiệu quả, mà phải bón lót thôi. Và một cái thứ ba nữa cực kỳ quan trọng mà khi sử dụng phân hữu cơ bà con phải nhớ, đó là khi mà sử dụng phân hữu cơ thì phân này phải quay mục hoàn toàn thì cây mới hấp thu được, mới sử dụng được nha. Thì muốn biết được nó quay mục như thế nào, bà con thấy cái phân mà bà con ủ xong đó, bà con thấy nó như cái mùng vậy đó, hay bà con xe nó mịn vậy. Chứ còn nếu mà thấy mà còn rơm rác mà còn y nguyên như vậy thì nói chung là không có sử dụng, cây không có sử dụng được. Nó phải ủ hoài một thì như vậy. Nãy giờ chúng ta nói cái chuyện mà cái các cái nấm ở trong đất đó, thì có thể là cái trong đó có cái nấm trico nó sẽ giúp cho phân hủy nhanh hơn thì nó sẽ làm cho cái nó mục thì cây mới sử dụng được. Thì một vài cái mà tôi thấy thực tế bà con hay có cái sai lầm là thí dụ như phân dơi. Bà con ở đây có ai sử dụng phân dơi không? Có chứ gì, phải không? Phân dơi cực kỳ tốt luôn. Nhưng mà bà con mua phân dơi về bà con làm sao? Bà con đem bà con rải vô liền, phải không? Thì thật ra phân dơi là phân tươi, rồi người ta để cho nó khô lại thì phân này là chưa có hoài. Về mặt nguyên tắc là cây này, cây chưa sử dụng được. Và nếu bà con bón nhiều vô cái dùng rễ, sau thời gian bà con thấy là nó nóng hổi à. À, vậy là nó chết cái rễ do cái quá trình nó lên men, nó phân hủy thành ra những cái chất hữu cơ. Thành ra là bà con nhớ cái nguyên tắc thứ ba rất là quan trọng khi sử dụng phân hữu cơ, đó là phải ủ cho nó quay mục nha, thì mới sử dụng được. Còn nếu không, bà con sử dụng cái phân tươi thì lợi thì chưa thấy, nhưng mà hại là nhãn tiền. Tức là bón vô thì nó sẽ chết rễ cây, và đặc biệt là cái cây đang tốt, bón vô thì nó xấu lại liền. Tại vì cái vi sinh vật mà nó phân hủy phân hữu cơ này, nó sẽ lấy chất dinh dưỡng trong đất, nó đem nó phân hủy cái chất cái phân này đi, thành ra là tự nhiên cái cây nó bị cạnh tranh chất dinh dưỡng, nó làm cho cái cây nó sẽ phát triển chậm lại nha. Thành ra là cái chuyện mà sử dụng phân hữu cơ thì bà con nhớ là phải theo đúng ba nguyên tắc. Thứ nhất là cái lượng phân thì nhiều mới có hiệu quả. Thứ hai là bón thì phải bón lót, tại vì hiệu quả nó chậm và lâu dài. Thứ ba là phải sử dụng phân quay mục. Và hiện nay
thì vấn đề sử dụng phân hữu cơ thì người ta còn kết hợp với lại cái nấm mà Trico đó, cái sản phẩm hiện nay thì cũng có rất là nhiều cái công ty, các cái cơ quan người ta nghiên cứu, thì tôi nghĩ là đây cũng là một cái giải pháp mà rất là tốt để quản lý mấy cái bệnh mà giống như hồi nãy có anh hỏi đó, thì đặc biệt là mấy cái bệnh mà trong đất. Thì khi mà chúng ta bón cái phân hữu cơ mà có cái nấm Trico vô trong đó thì nó sẽ góp phần mà tiêu diệt mấy cái con nấm ở trong đó, mà nó nói chung là một công mà đôi chuyện thì sẽ rất là hiệu quả. Do thành ra là cái chuyện mà phân hữu cơ thì hiện nay thì rất là nhiều bà con sử dụng, nhưng mà có khi là bà con sử dụng không có đúng thì nhiều khi là nó lại không hiệu quả. Xin cảm ơn bà con. Dạ, xin cảm ơn phó giáo sư. Dạ, tôi dạ, xin hỏi chú. Giáo sư, tí tỉ nhiều phân dơi rồi mình có thể mình gom về rồi mình ngâm, mình tưới gốc được không? Thì cũng giống như là phân cá vậy đó. Phân cá có nhiều bà con ủ thì nói chung là về nguyên tắc là ủ lâu rồi nó quay mục rồi, thì chúng ta có thể là quậy nước loãng ra, chúng ta tưới cũng được nha, tưới loãng ra. Thì phân dơ như vậy, nếu mà anh ngâm một gian thời gian thì thật ra khi mà anh ngâm vậy là nó đã quay. Ngâm khoảng độ chừng bao nhiêu lâu đó mới... Tại vì nguyên tắc khi mà anh ngâm thì vậy thì coi như là trong môi trường nó yếm khí. Mà yếm khí vậy thì nó cái thời gian nó hơi lâu, tôi nghĩ chắc ít gì cũng phải cỡ 1 tháng rưỡi, 2 tháng. Yeah. Còn nếu mà môi trường mà háo khí thì thường thường có chừng 25-30 ngày thì hầu như mấy cái phân nó đã phân hủy rồi. Còn nếu mà anh ngâm như vậy là tại cái môi trường có nước nó yếm khí, do thành ra cái thời gian tôi nghĩ phải lâu thì như vậy thì nó mới mục, anh tưới thì cái cây mới sử dụng được. Dạ, xin được cảm ơn phó giáo sư. Thưa tiến sĩ Bùi Thanh Liêm, trong đất thì có rất nhiều là nhóm vi sinh vật, nhưng mà cũng có sinh vật lớn hơn gây hại cho bộ rễ như là tuyến trùng hoặc là nhện hại rễ. Thì nhân đây thì xin được nhờ tiến sĩ giải đáp cho bà con được hiểu rõ hơn về đặc tính của nhóm đối tượng này được không ạ? Dạ, cảm ơn Quỳnh Như. Thì nãy giờ bà con nghe rất là nhiều về cái đối tượng nhỏ, cực nhỏ. Bây giờ con bự bự hơn chút xíu là con tuyến trùng và cái con nhện. Mà thật ra con tuyến trùng thì bà con nông dân cũng của chúng ta nghe được nhưng mà ít thấy được, tại nó nhỏ. Cái hình dạng của nó là giống giống như con lươn, hoặc là giống giống như con dung hay là con trùng đó. Mà giống nhiều nhất, tôi thấy giống nhiều nhất con lại, ghê quá. Nó rất là nhỏ, chúng ta quan sát được bằng cái kính lúp hoặc là kính hiển vi. Là nó sống rất là nhiều ở trong đất và mật số rất là cao. Tuyến trùng thì có con có, cũng có con có lợi và có con có hại. Tôi nói tuyến trùng có hại thôi. Thì thường thường tuyến trùng nó có hại là nó chích ngay cái bộ rễ của cái cây trồng của chúng ta với hai cái loại chính. Một cái loại là nó chui bên trong, nó chích ở trong cái rễ. Rồi xong đó cái rễ nó mới tạo thành một cái nốt tròn. Chúng ta gọi là cái bú, nó giống giống như cái bú của chúng ta, nó tròn tròn vậy đó. Và cái con thứ hai là nó chích ở bên ngoài, hai con đều chích hút là và lấy dinh dưỡng hết. Và khi mà chích hút lấy dinh dưỡng thì nó tạo những cái vết thương, nó giúp cho những cái nấm nguy hiểm khác tấn công. Mà nãy giờ chúng ta thấy là cái nấm thô rễ, ví dụ nấm Fusarium hay là cái nấm mà xì mũ, là cái nấm Phytophthora, vân vân. Thì như vậy là thường thường bà con của chúng ta không để ý, chúng ta thấy cái vườn cây của chúng ta, cái cây nó sinh trưởng kém, còi cọc, vàng lá, thì chúng ta cứ tập trung ta trị bệnh ở trên cái tán lá mà chúng ta không quan sát dưới cây bộ rễ, thì như vậy là chúng ta trị nó không có đúng. Và cái tuyến trùng là một cái loại rất là cái mật số cao và rất là nhiều cái ký chủ, cho nên là tất cả những loại cây trồng hình như là bị tuyến trùng hết. Thì chúng ta phải lưu ý phòng trừ từ cái lúc mà giai đoạn làm đất, ví dụ chúng ta nên phơi, chúng ta nên lật đất, trong cái vườn cây của chúng ta thì tạo điều kiện thông thoáng, bón nhiều phân hữu cơ, rồi là chúng ta nên cắt tỉa cành để cho nắng chiếu xuống mặt đất, để những cái điều kiện đó thì cái tuyến trùng nó không phát triển mạnh. Thậm chí là bà con có thể là như nãy những cái biện pháp chúng ta bón nhiều phân hữu cơ và chúng ta cộng với cái nấm Trico Đẹp Ma thì cũng làm cái giảm cái mật số tuyến trùng. Hoặc là bà con có thể là một số nghiên cứu gần đây bà con trồng một số cái cây, ví dụ như cây thuốc cá nè, cái cây sầu đâu nè, rồi gần đây là cái cây cúc dạng thọ đó. Nếu mà bà con trồng nhiều trong vườn thì nó cũng có tác động là xua đuổi cái tuyến trùng. Còn cái biện pháp khoa học thực ra thì có rất là nhiều thuốc để khuyến cáo là trị tuyến trùng, nhưng mà là chúng ta phải rải thường xuyên trong cái điều kiện với ẩm độ cao hay là cái mật số tuyến trùng cao thì chúng ta trị nó sẽ không hiệu quả lắm, mà cái chi phí nó rất là cao.
thậm chí là khi mà có tiếng trùng ở trong đất thì những cái nấm bệnh nó tấn công thì cái cây của chúng ta lại là bị nhiễm kép nhiều cái bệnh và cái sức hồi phục của cái cây trồng của chúng ta rất là kém. Cho nên bà con lưu ý là cái phòng trừ sinh học nó rất là tốt, mà thậm chí là bà con chỉ bón nhiều với phân hữu cơ và cộng với cái nấm tico đẹp ma thì cái tiếng trùng nó giảm xuống. Cái đối tượng thứ hai là nó nhỏ, là cái con nhện. Con nhện là thường thường á, là nếu mà mắt tinh mà chúng ta đưa lên ánh sáng, chúng ta thấy là trên cây mà những cái lá non mà nó hơi dúng dúng cái màu, nó hơi ngã vàng vàng đó, thì chúng ta lật cái đít lên, lật cái phần lưng lá lên thì chúng ta có thể quan sát một vô số cái con nhện tấn công. Và ở trên trái cũng vậy, thì nó tạo ra cái da lưu da cám. Còn dưới rễ thì chúng ta ít có quan sát, bà con nông dân của chúng ta thường không quan sát. Chúng ta đào cái rễ lên chúng ta thấy có những cái vết nứt, và vết nứt này thì nếu mắt thường chúng ta không thấy gì, chúng ta nghĩ là ở đó là những cái bình thường thôi, nhưng mà thật ra là ở trong cái vết nứt đó có rất nhiều cái ổ nhện, và cái nhện là những cái con rất là nhỏ, chúng ta cũng không có thấy ở dưới đất được. Và cái cách phòng trị ở dưới đất thì cũng rất là khó khăn. Bây giờ thuốc trừ nhện là những cái loại thuốc mà nó phải đặc trị hiệu quả trên nhện, và nhện là cái đối tượng mà rất hay kháng thuốc, cho nên là phòng trị rất là khó. Cho nên trong canh tác của chúng ta đó thì là chúng ta nên cố gắng tạo cái môi trường đất nó thông thoáng, cái đất nó đầy đủ dinh dưỡng và cái ẩm độ nó thích hợp, đừng có để là khô quá hoặc là đừng có để ẩm quá để cho con nhện nó phát triển. Thì giống như tuyến trùng vậy đó, khi con nhện nó chích thúc, nó tạo những cái vết nứt như thế thì những cái nấm khác nó cũng tấn công vào, và cái cây của chúng ta nhiễm kép, và từ từ là cây chúng ta còi cọc và thậm chí chết đi. Chúng ta trị lại là rất là nhiều thuốc và chúng ta không có trị đúng nữa. Thường thường bà con lại trị ở trên phần đất. Cho nên trong những cái trường hợp mà cây nó còi cọc đó, thì bà con nên đào xuống đất, xem coi ở dưới đất nó có những cái hiện tượng này hay không, để chúng ta phòng trị cho nó tốt. Chúng ta làm sao cho cái đất của chúng ta nó giàu dinh dưỡng, nó khỏe, nó có nhiều cái nấm đối kháng trong đó, thì những cái đối tượng dịch hại này nó sẽ giảm và cái cây chúng ta phát triển tốt hơn là chúng ta sử dụng cái thuốc khoa học mà nó vừa tốn tiền mà nó không hiệu quả. Dạ, xin được cảm ơn tiến sĩ. Và liên tục chương trình thì chúng tôi xin được mời Phó Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hâu trả lời câu hỏi của khán giả Hoàng Quốc Anh ở Mang Thích, Vĩnh Long. Và vị khán giả này hỏi là xoài ra qua kết trái, khi trái lớn khoảng bằng ly uống nước trà thì bị nứt trái. Xin các nhà khoa học cho biết là nguyên nhân và cách điều trị. Dạ, xin được mời Phó Giáo sư ạ. Hi, xin cảm ơn cô Quỳnh Như. Xin kính chào anh Quốc Anh. Thì như cái câu hỏi của anh đó, thì cái giai đoạn mà cái trái mà bằng ly uống nước trà, thì như vậy thì cái giai đoạn này chắc có lẽ là khoảng một tháng rưỡi sau khi đậu trái. Thì đây là cái, nếu mà theo các cái giai đoạn mà phát triển trái, thì đây có thể nói là đây là cái giai đoạn mà trái nó phát triển rất là nhanh. Nên trái phát triển rất là mạnh, nó sẽ tăng cái kích thước. Do đó thành ra là nếu mà giai đoạn này mà nếu chúng ta bón phân mà không có cân đối, đặc biệt là đạm nhiều hoặc là có mưa nhiều thì rất là dễ nứt trái. Và để mà hạn chế cái nứt trái thì vậy thì chúng ta bón phân thì chú ý là bà con phải bón tương đối là cân đối. Giai đoạn này bà con có thể là bón công thức đạm lân kali bằng nhau, hoặc là có thể là bón cái đạm nó hơi nhỉnh hơn chút thôi. Và đặc biệt là cái đối với cây xoài mà cái nhu cầu mà canxi cũng rất là cao, thì đặc biệt là để mà giảm cái nứt trái thì chúng ta cũng có thể là kết hợp, chúng ta có thể là phun cái canxi trong giai đoạn này để giúp cho cái tế bào trái nó cứng chắc, thì như thế thì nó sẽ hạn chế được cái nứt trái hơn. Do thành ra là đây là cái giai đoạn mà cần bón phân nhiều để trái lớn. Trái lớn hay không mà đủ kích thước hay không là đây là cái giai đoạn quyết định. Do đó thì chúng ta phải bón phân, nhưng mà nếu mà bà con mà bón quá nhiều đạm và mà thiếu không có có đất, không có canxi, và đặc biệt là không có bổ sung canxi qua lá thì nó rất là dễ bị nứt trái. Xin một số ý kiến trao đổi với anh Quốc Anh. Dạ, xin được cảm ơn Phó Giáo sư. Và liên tục chương trình thì chúng tôi xin được nhờ tiến sĩ Bùi Thanh Liêm trả lời câu hỏi của khán giả Trần Xuân Lạc ở Gò Quao, Kiên Giang. Và vị khán giả này hỏi là từ trước đến giờ thì nông dân quen dùng thuốc hóa học và phân hóa học để sản xuất cây ăn trái, nhưng muốn chuyển sang phân hữu cơ và sử dụng thuốc sinh học thì có đảm bảo được năng suất hay không? Xin các nhà khoa học hướng dẫn quy trình sản xuất cây ăn trái theo hướng sinh học bền vững. Dạ, xin được mời tiến sĩ. Thật ra cái câu hỏi của anh Lạc đó là nó đúng cái chỗ ngứa của các nhà khoa học và các nhà chuyên môn. Hiện nay là
khuyến cáo bà con nông dân của chúng ta nên sử dụng nhiều cái phân hữu cơ và cái thuốc sinh học. Nhưng mà hiện tại cái thực tế cho thấy là bà con muốn chuyển sang sản xuất phân hữu cơ, nó cũng không phải mà tự bà con chuyển được từ một cái vùng canh tác nhỏ đâu, mà chúng ta phải thực hiện trên một cái vùng canh tác lớn. Nếu mà bà con sản xuất hữu cơ mà ở một cái diện nhỏ thì áp lực mà dịch hại nó cũng sẽ đến cái vườn của bà con luôn. Cho nên đây là một cái mà chúng ta có những cái chủ trương chính sách là chúng ta thực hiện những cánh đồng mẫu lớn để chi? Để chúng ta thực hiện cho nó đồng bộ. Và cái cách chúng ta chuyển từ sản xuất truyền thống hay là chúng ta gọi là sản xuất từ cái phân hóa học, cái thuốc hóa học sang cái sản xuất hữu cơ và sử dụng cái thuốc sinh học. Nói thì nó dễ lắm, nhưng mà là bà con thực hiện nó sẽ thấy những cái khó khăn. Cái thứ nhất thế này, bây giờ cái lượng phân hữu cơ hiện nay là cái nhu cầu của nó lớn, và cái phân hữu cơ thực sự tốt nó không hề rẻ. Có những cái loại phân hữu cơ giá rất là mắc, nó tương đương với cái phân hóa học và thậm chí nó hơn. Còn cái nguồn phân hữu cơ tại chỗ, ví dụ như phân bò, phân rác mà bà con sử dụng để nó thay thế toàn bộ cái phân hóa học á, thì nó lại là thiếu dinh dưỡng. Mặc dù cái dinh dưỡng trong phân hữu cơ nó rất là nhiều, đa lượng có, trung lượng có, vi lượng có, là cái phân hóa học nó không thay thế được. Thậm chí cái phân hữu cơ là cái nguồn để cho vi sinh vật phát triển. Tuy nhiên khi chúng ta sử dụng ngoài thực tế thì nó khó. Và như vậy là chúng ta phải chuyển từ từ. Ví dụ như từ trước nay chúng ta chỉ giải phân hóa học thôi, thì bây giờ chúng ta giải phân hữu cơ tăng lên từ từ và chúng ta giảm cái phân hóa học xuống. Trước đây là chúng ta sử dụng 100% phân hóa học. Ví dụ là chúng ta sử dụng là phân NPK là 100 kg, thì bây giờ chúng ta giảm xuống 50 kg, chúng ta tăng cái phân hữu cơ lên từ từ, tăng lên khi nào mà chúng ta bỏ được cái phân hóa học thì đây là cái sản xuất mà nhiều nước trên thế giới làm. Cái thứ hai là bây giờ là chúng ta sử dụng cái thuốc sinh học, thì hiện nay là nhiều cái thuốc sinh học xuất hiện trên thị trường rất là nhiều, và cái thuốc sinh học nó có cái ưu điểm là nó cũng phòng trị được cái sâu bệnh, và cái tính kháng của sâu bệnh đối với cái thuốc sinh học nó ít, đặc biệt là nó không có hại đến sức khỏe của con người và nó ảnh hưởng đến môi trường. Cho nên cái thuốc sinh học là cái thuốc mà được các nhà khoa học khuyến cáo chúng ta nên dùng. Nhưng mà là như tôi nói là ban đầu là nếu mà chúng ta sử dụng tốt cái phân hữu cơ kết hợp với thuốc sinh học thì cái hiệu quả nó mới cao. Đặc biệt là chúng ta phải thực hiện đồng bộ ở trên một cái vùng sản xuất. Thì hiện nay có rất nhiều cái thuốc sinh học, ví dụ như cái abamectin hay là emectin hay là những cái BT thuộc cái nhóm vi khuẩn đó, hay là những cái nấm, thì là những cái loại đó là không phải là thuốc khoa học, chúng ta có thể sử dụng mà nó không ảnh hưởng đến môi trường cũng như sức khỏe. Đây là cái câu hỏi mà tôi thấy là anh Lạc có cái tâm huyết, thì tôi nghĩ là anh cũng nên là liên hệ với cái hội nông dân hay là khuyến nông đó, là cho mình một cái chương trình để mình thực hiện sản xuất hữu cơ, hoặc là một cái tạo một hợp tác xã nào đó. Thì tôi nghĩ là cái sản phẩm mà khi mà sản xuất hữu cơ được công nhận và thì cái sản phẩm này có cái điều kiện vươn ra rất là xa, và hiện nay là cái nhu cầu của người tiêu dùng thì cũng muốn sử dụng cái sản phẩm này, thì cho nên đây là một cái hướng mà tôi thấy là anh quan tâm và nên khích lệ để sử dụng cái hữu cơ cũng như là sử dụng cái thuốc sinh học để sản xuất của mình ngày càng bền vững hơn. Dạ, xin được cảm ơn tiến sĩ. Không biết là chú Phương có điều gì muốn trao đổi với nhà khoa học ạ? Nãy giờ nghe tiến sĩ giải thích thì tôi thấy nó cũng sáng ra một ý, nhưng mà tôi xin phép hỏi là hiện nay bà con nông dân tôi thì có một số bà con thì họ xài phân hữu cơ rồi đó. Nhưng mà giờ còn cái lấn cấn là bây giờ phân hữu cơ mà trong đó có cái bao hữu cơ để là vi sinh, bao hữu cơ lại để là sinh học. Tại bây giờ thì không biết cái dạng này bây giờ bà con chúng tôi ví dụ muốn xài thì giờ tiến sĩ nên phân tích là cái vi sinh sinh học mà khuyến cáo bà con nên xài cái hữu cơ nào, chứ giờ lung tung quá không biết đường đâu mà bón. Xin phép hỏi hiện giờ thì ở nhà anh đang xài cái loại nào? Ở nhà thì đang xài hai loại, đang xài hai loại là hữu cơ bình thường đó, là và một loại hữu cơ vi sinh, còn sinh học thì mình cũng không biết nó là nó ra sao. Xin phép hỏi tiến sĩ. Rồi thì anh Phương nói chắc có lẽ là mình đi chút xíu về phân hữu cơ, đi ngắn gọn thôi. Thì cái phân hữu cơ của chúng ta hiện nay nó có ba cái nhóm chính, là phân hữu cơ khoáng, là cái phân hữu cơ mà nó vừa hữu cơ, người ta bổ sung vào trong đó một số cái phân hóa học, người ta nó có là phân khoáng, thì người ta hữu cơ khoáng để giúp bà con khỏi trộn giữa cái phân hữu cơ phân khoáng trong những cái vườn mà bây giờ nó còn đòi hỏi cái phân hữu cơ.
Cái phân hữu cơ thứ hai là cái phân hữu cơ sinh học, là cái phân hữu cơ mà chúng ta phải sử dụng một số yếu tố vi sinh để chúng ta tạo ra cái phân này, tức là chúng ta ủ thì tạo ra cái phân này, gọi là cái phân sinh học. Còn cái phân hữu cơ vi sinh là cái phân mà sau khi sản xuất ủ ra đó thì người ta sẽ đưa vào một số cái vi sinh vật có ích. Nó có rất là nhiều chủng loại, ví dụ như người ta có thể là cộng vô cái vi sinh vật như là cái con Trichoderma, hay vi sinh vật phân giải lân, phân giải đạm, cố định đạm, vân vân, để làm sao nó tăng cường. Khi chúng ta gãy cái phân hữu cơ này vào đất thì cái vi sinh vật này nó sẽ hoạt động, nó giúp cho cái quá trình hấp thu dinh dưỡng cũng như là phóng thích cái dinh dưỡng trong đất tốt hơn. Thì chính những cái vi sinh vật này chúng ta gọi là phân hữu cơ vi sinh. Thì trên cái bao bì khi mà sản xuất thì phải ghi rõ, nhà sản xuất phải ghi rõ hữu cơ khoáng, hữu cơ sinh học hay là hữu cơ vi sinh. Hữu cơ vi sinh thì trong đó những cái con vi sinh đó cái nồng độ là bao nhiêu. Ví dụ là Trichoderma nó là 10 nhân 10 lũy thừa 8, tức là 10 nhân cho 8 số 0 nữa, 10 lũy thừa 8. Thì như vậy là cái mật số nó rất là cao. Thì bà con có thể là nhìn trên cái bao bì mà biết cái loại, cái phần gì để chúng ta sử dụng. Dạ, xin được cảm ơn tiến sĩ. Kính thưa quý khán giả và bà con nông dân, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã được nghe các nhà khoa học cung cấp kiến thức về việc chăm sóc cây ăn trái trong mùa mưa. Và cũng từ các giải pháp này thì có thể thấy là biện pháp canh tác giữ một vai trò cực trọng trong việc bảo vệ năng suất cũng như là phẩm chất trái. Sau đây thì xin mời quý khán giả và bà con nông dân cùng theo dõi ghi nhận từ chương trình về việc áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong việc quản lý bệnh hại trên thanh long, nâng cao chất lượng cũng như là phẩm chất trái của loại nông sản đang được thị trường ưa chuộng này. Đây là vườn thanh long trồng theo kỹ thuật mới ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Với kiểu thiết kế trụ hình chữ T và kết nối các trụ bằng hệ thống dây cáp, mật độ cây giống tăng hơn 2 lần so với cách trồng truyền thống. Tuy vậy, vườn cây vẫn đảm bảo thông thoáng, cây phát triển rất tốt. Mới chỉ 11 tháng trồng, nhưng chủ vườn đã thu hoạch được 2 đợt trái. Theo tôi thì cái kỹ thuật trồng mới này thì rất hiệu quả. Ở chỗ là có thể tăng cái sản lượng lên gấp đôi gấp ba lần so với trồng truyền thống. Sử dụng cái hệ thống chữ T thì cố định được cái cành, giúp cho tạo cái cành nó thông thoáng, chỉ có một lớp cành ở trên, một lớp cành thì ánh sáng và cái phun thuốc thì nó sẽ thấm đều cái tiếp xúc được cái tất cả các cành, như thế là nó ít bệnh hơn. Thứ hai nữa, do thông thoáng thì mình tỉa cành nó rất dễ. So với mô hình trồng trụ riêng lẻ, thanh long vàng vừa tiết kiệm được diện tích đất, giảm công chăm sóc, thu hoạch thuận tiện và hạn chế các yếu tố ngoại cảnh làm ảnh hưởng đến mẫu mã trái. Đặc biệt qua theo dõi của viện cây ăn quả miền Nam thì cách trồng này cũng góp phần quản lý tốt bệnh đốm nâu hay còn gọi là đốm trắng và nhiều đối tượng dịch hại khác trên vườn thanh long. Loại bỏ cái yếu tố tồn tại của sản xuất đó là việc trồng trụ thì rất là nhiều cái cành phía bên trong tán, thì đó là những cái cành mà nó vô hiệu, nó không có khả năng cho trái và nó trở lại nó cạnh tranh dinh dưỡng đối với những cái cành phía bên ngoài tán. Và ngoài ra thì nó với một cái tán cây mà nó gậm gạp như thế thì tạo cái ẩm độ trong cái khu vực cái tán đó cũng như là cả cái vườn, cái ẩm độ càng cao thì cái mầm bệnh, đặc biệt là cái bệnh đốm nâu đốm trắng nó sẽ xuất hiện càng nhiều. Khi mà chúng ta mở toàn bộ cái tán thanh long, cây thanh long nó ra ngoài hết, chúng ta dễ dàng phát hiện cái vết bệnh và chúng ta loại bỏ cái nguồn bệnh bằng cách cắt tỉa, thu gom và tiêu hủy cái nguồn bệnh triệt để. Nếu mà trong trường hợp cấp thiết thì chúng ta sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thì chúng ta phun như vậy thì cái khả năng tiếp xúc của nó, của thuốc đối với toàn bộ cái tán cây nó sẽ đạt được cái hiệu quả tốt hơn. Thực tế cho thấy tình hình dịch bệnh trên thanh long ngày càng diễn biến phức tạp, trong đó bệnh đốm nâu là đối tượng làm tăng chi phí sản xuất, nhưng hiệu quả phòng trừ chỉ dựa vào thuốc hóa học là rất thấp. Không chỉ làm sụt giảm năng suất, chất lượng trái thương phẩm, đây còn là yếu tố làm gia tăng nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ. Vì vậy, để đảm bảo tính an toàn cho trái thanh long, viện cây ăn quả miền Nam cũng đã nghiên cứu và khuyến cáo bà con sử dụng vật liệu bao trái để phòng tránh nhiều đối tượng côn trùng và nấm bệnh đốm nâu. Theo các chuyên gia, trái thanh long nằm bên trong vật liệu bao sẽ tránh được sự xâm nhiễm của nấm bệnh thông qua gió hay nước mưa. Hơn nữa, thực tế đã chứng minh sử dụng giải pháp bao trái sẽ giúp tiết kiệm lượng lớn chi phí thuốc bảo vệ thực vật để phòng trị bệnh đốm nâu, tránh được tồn dư hóa chất bên trong sản phẩm. Dạ, không biết là qua ghi nhận vừa rồi thì chú Phương có điều gì muốn hỏi các nhà khoa học không ạ?
Vừa rồi tôi thấy là rõ ràng là bao trái thanh long thì đây là vấn đề rất là hay, vừa ngăn ngừa được cái các côn trùng gây hại và nấm bệnh. Rồi ở quê tôi thì cũng thấy cũng có nhiều người cũng bao trái mận, rồi trái ổi, thậm chí trái xoài cũng bao. Nhưng mà tôi thấy cái này thì nó lại tốn nhiều công sức quá, bởi vì mỗi trái mỗi phải bao. Thì vậy thì tôi cũng thấy là có nơi họ trùm lưới, họ trùm nguyên cái mận á, nguyên cái mận họ trùm lưới. Như vậy thì tôi xin phép muốn hỏi quý giáo sư chứ bây giờ là vườn chôm chôm mà chúng tôi sẽ bao lưới vậy đó, bao cả vườn như vậy thì thứ nhất là nó có ảnh hưởng gì hay không, thứ hai là màu sắc có giảm hay không, và thứ ba là chất lượng có giảm không? Xin phép hỏi quý giáo sư ạ. Vườn chôm chôm nhà của anh Phương thì được mấy năm trồng? Vườn chôm chôm nhà tôi thì nay đã được 10 năm rồi. Dạ. Và nếu mà anh làm cái bao như vậy thì anh nghĩ là cái cây trụ mà anh phải cắm đó là nó khoảng bao cao? Và thiết kế thì dự kiến mình sẽ thiết kế là cột bê tông là khoảng 5 mét, cao là 5 mét, còn cây chôm chôm mình khống chế từ 4,5 mét để lại. Dạ. Vâng, và với câu hỏi này thì chúng tôi xin được nhờ phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hâu sẽ trả lời cùng chú ạ. Cảm ơn cô Quỳnh Như. Xin chào anh Phương. Thì thật ra cái suy nghĩ của anh là tôi nghĩ là đây cũng là có lẽ là một trong những cái hướng mà phát triển lâu dài mà có vẻ là nó bền vững mà nó chủ động. Tại vì nếu mà chúng ta có cái nhà lưới thì thậm chí như nãy tôi nói đó là nếu mà chúng ta trồng xoài mà chúng ta mưa là mùa nghịch đó, thì vậy chúng ta có quản ngăn ngừa được cái mưa, như thế chúng ta sẽ chủ động và cái kết quả thì nó sẽ rất là cao hơn. Tức là không riêng gì mà chúng ta quản lý cái con ruồi đục trái, nhưng mà chắc chắn một điều là chi phí hơi cao. Chi phí hơi cao, do đó thành ra là tôi nghĩ là cơ bản thì có thể được. Thì chúng tôi cũng có thấy cái chôm chôm ở bên Úc họ trồng cũng che lưới như thế, thì có thể là che dơi hay là một số côn trùng gì đó. Nhưng mà nói chung thì cái giải pháp này thì như ở bên Nhật thì thấy có trồng xoài mà họ quản lý tán, họ trồng ở trong cái nhà lưới để mà có thể là chủ động được cái thời tiết. Thành ra là cái chuyện mà suy nghĩ của anh đó là tôi nghĩ là chắc là có khả thi đó. Nhưng mà nói gì thì nói, muốn đưa một cái giải pháp mới, một kỹ thuật mới thì chắc là cũng cần phải có một cái quá trình nghiên cứu để đưa ra các kỹ thuật cần thiết để làm thì nó tốt hơn. Thì còn cái hiện nay thì chúng ta phải xác định được là trong cái điều kiện của mình như vậy thì cái chuyện mà chúng ta làm cái lưới nó để làm gì. Ví dụ như cây chôm chôm mà nó bị cái con ruồi đục trái thì vậy thì chúng ta có thể là trong cái điều kiện mà không có cái kết quả nghiên cứu, chưa có cái kinh phí để làm, thì vậy thì chúng ta sẽ áp dụng những cái giải pháp mà truyền thống, thí dụ như là dẫn dụ, dùng các loại thuốc dẫn dụ để mà tiêu diệt, thì đó cũng là một cái cách mà thật ra thì nó cũng rất là hiệu quả. Hiện nay thì cũng có nhiều cái loại sản phẩm để mà dẫn dụ, và nếu mà anh lo ngại thì có thể là mình sẽ kết hợp với bà con trong câu lạc bộ, trong ấp gì đó, thì mình có thể mà mình đồng lòng mình làm thì có thể là nó hiệu quả. Thì thật ra cái vấn đề dẫn dụ thì nó cũng tương đối là ít độc hại so với là cái dùng thuốc hóa học để phòng trị. Do đó thành ra là cái hướng của anh thì tôi nghĩ là về lâu dài thì chắc có lẽ là chúng ta cũng phải phát triển tới để chúng ta gọi là cái công nghiệp hóa cái sản xuất cây ăn trái của mình. Chứ còn nếu mà chúng ta làm theo cái kiểu mà giống như hồi xưa tới giờ hoài thì nói chung thì nó cũng rất là khó. Chất lượng thì không cao mà chi phí lao động thì nó nhiều, thuốc men thì nó lại nhiều, và đặc biệt là dễ gây ra cái tình trạng ô nhiễm thực phẩm. Thành ra là cái hướng thì có thể là được, nhưng mà chắc có lẽ đòi hỏi phải có một cái quá trình nghiên cứu thì mới có thể áp dụng được trong thực tế. Cảm ơn. Dạ, xin được cảm ơn phó giáo sư. Như anh Phương thì ở Chợ Lách. Dạ, thưa tiến sĩ Bùi Thanh Liêm, nếu như mà anh Phương có cái ý định như vậy, giống như là một cái nghiên cứu mới, thì nếu mà anh Phương có thể liên hệ hoặc là nhờ sự giúp đỡ của cơ quan nào để cái ý tưởng này có thể được khảo nghiệm giống như là sự hướng dẫn của phó giáo sư? Tôi thấy là đây là một cái ý tưởng hay, mà trong thời gian sắp tới thì chúng ta cũng phải cần có một cái đầu tư thích đáng. Đó là những cái cách làm mà chúng ta thấy là chúng ta vừa giảm được cái thuốc hóa học, cũng như là giảm được cái tác hại do cái vi sinh vật cũng như là sâu hại. Thì đây là một cái mà chúng ta nên làm. Và tôi nghĩ là ở Chợ Lách là cái nơi mà trồng cái trái cây rất là nhiều, những loại cây ăn trái đặc sản. Nếu mà chúng ta làm như vậy được thì cái trái cây ở Chợ Lách chắc bán không đủ. Tại vì nó là sạch, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, mà đó là những cái tiêu chuẩn mà rất là tốt hiện nay, là đặc biệt trên cây ăn trái. Tôi cũng nghĩ là tôi sẽ đồng hành cùng nhà nông Lý Tân Phương
sẽ tìm những cái cơ quan hỗ trợ cho những nhà vườn như thế ở Chợ Lách. Dạ, xin được cảm ơn tiến sĩ. Kính thưa quý khán giả, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi của quý khán giả gọi về cho chương trình. Ngay bây giờ chúng tôi xin được nhờ bộ phận kỹ thuật cho quay số may mắn lần đầu tiên ạ. Và do một tí trục trặc cho nên là chúng tôi sẽ tiến hành phần quay số may mắn trong phần sau. Thưa chị Bích Trân, chương trình thì cũng có nhận được hai câu hỏi của hai vị khán giả ở Bình Thuận hỏi về bệnh đốm nâu trên cây thanh long. Đầu tiên là câu hỏi của khán giả Nguyễn Tánh ở Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Và vị khán giả này hỏi là bệnh đốm nâu thì lây lan từ trên trụ xuống hay là từ dưới gốc lên? Tại sao nhiều cành không thấy đốm bệnh hoặc đốm bệnh đã khô rồi nhưng mà bên dưới cành thì vẫn còn có vết bệnh mới? Và câu hỏi thứ hai là của khán giả Thềm Quốc Phong ở Bắc Bình, Bình Thuận. Vị khán giả này hỏi là thanh long trồng được 3 năm, hiện nay vào mùa mưa, mỗi khi mưa đêm thì sáng ra thanh long có hiện tượng đốm nâu ở cành và trái. Nhờ các nhà khoa học hướng dẫn cách chăm sóc cho phương pháp sinh học để hạn chế được dịch hại trên thanh long. Và công ty Tân Thành thì có sản phẩm nào để trị hiệu quả bệnh đốm nâu hay không ạ? Dạ, anh Phong và anh Tánh thân mến, thì khi mà công tác ở Bình Thuận cũng như là Long An, Tiền Giang thì chúng tôi nhận thấy một cái đặc điểm là cái bệnh đốm nâu mà khi quan sát trên vườn á, thì câu hỏi đặt ra là anh thắc mắc vậy chứ ở trên truyền xuống hay là ở dưới lên, ở dưới gốc lên, thì chúng tôi quan sát chúng tôi thấy được rằng thực tế thì những cái trái mà ở bên dưới nếu mà đã có cái vết bệnh thì quan sát ngược trở lên thì có thể vẫn thấy được cái vết bệnh ở trên cành bên trên, có thể là dẫn xuống, và nhiều hình ảnh thực tế mà chúng tôi đã ghi nhận được. Và bên cạnh đó thì có một số trái ở bên trên chúng ta không thấy được, chúng ta không thấy được cái vết bệnh để làm nguồn dẫn, nhưng mà những cái trái mà gần ở dưới mặt đất á, thì chúng ta lại thấy cái mặt dưới của trái là có vết bệnh của đốm nâu. Và như vậy thì về nguyên lý thì cái mầm bệnh này nó có thể lan truyền ở trong nước, do đó mà nó có thể văng lên từ dưới đất lên, hoặc là nó lan truyền khi mà có mưa hoặc sương nó dẫn xuống. Và như vậy thì chúng ta cần phải có cái biện pháp quản lý bằng cách là nhiều bà con rất là cặn kẽ ở chỗ là bà con phát hiện từ một vết bệnh là bà con đã khoét và xử lý cái vết bệnh đó, hoặc là một cành bị thì bà con đã cắt bỏ, và điều quan trọng là sau khi cắt bỏ xong bà con thu gom đem ra khỏi vườn. Và ở Bình Thuận thì bà con có nhiều người là gom lại rồi cho bò ăn, còn ở dưới Long An, Tiền Giang thì có một số bà con thì cũng có gom lại rồi có được ủ. Thì khi mà nghiên cứu như vậy thì nếu mà chúng ta ủ cái phân này để làm phân hữu cơ như nãy giờ chúng ta đề cập đó, thì bà con ủ với cái nhiệt độ mà trên 60 độ, 65 độ thì cái mầm bệnh của cái đốm nâu này nó sẽ chết. Còn nếu mà chúng ta ủ không tới, ủ không kín hay là không đúng kỹ thuật thì cái có thể là cái mầm bệnh này nó vẫn còn lưu tồn. Cho nên cái điều đó là nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc lây lan. Và bên công ty Tân Thành thì có cái sản phẩm mà chúng tôi đã nghiên cứu được, đó là cái Chubeca. Cụ thể là trên những cái vườn ở Bình Thuận chúng tôi thử nghiệm thì khi bà con xử lý Chubeca kết hợp với cái thuốc hóa học, đó là cái TTOV có cái hoạt chất là azoxystrobin với robiconazole, thì khi bà con kết hợp hai cái sản phẩm này thì cái tỷ lệ xuất hiện bệnh nó sẽ thấp hơn so với bà con xử lý đơn thuần bằng cái thuốc hóa học. Do đó mà khi bà con xử lý thì cũng giống như cái cách bình thường, có nghĩa là trước khi bà con rút cái rau và sau khi bà con rút rau được khoảng 3 ngày thì bà con xử lý. Và bên cạnh đó khi mà có trái rồi và bà con phát hiện trên vườn có những cái đốm là bắt đầu bà con phải xử lý cái thuốc hóa học cách đó 7 ngày để mà chúng ta có thể quản lý được cái nấm bệnh này nó lan truyền. Như vậy thì bà con có thể hạn chế được cái bệnh đốm nâu. Chứ chúng tôi cũng biết là rất nhiều thí nghiệm nhưng mà không có một cái, chưa có kết quả nào mà đạt được hiệu quả 100%. Chúng tôi sẽ dừng lại ở mức kết quả là 80-85% trên cái đối tượng này thôi ạ. Yeah, xin được cảm ơn chị Bích Trân. Kính thưa quý khán giả và bà con nông dân, và liên tục chương trình thì chúng ta sẽ có một phần giao lưu giữa bà con nông dân tại phim trường và các nhà khoa học. Các nhà khoa học sẽ đưa ra các câu hỏi kèm theo đó là hình ảnh. Thì xin mời bà con nông dân hãy suy nghĩ thật kỹ và chọn ra cho mình một đáp án mà bà con cho là đúng nhất. Đầu tiên thì chúng tôi xin được mời câu hỏi tình huống đến từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hầu ạ.
Dạ, xin mời phó giáo sư. Rồi, như vậy thì trong hai cái hình này thì theo bà con thì cái hình nào là triệu chứng của bệnh vàng lá gân xanh? Hình B ạ. À. Đâu là triệu chứng điển hình của bệnh vàng lá gân xanh? Theo như bà con quan sát. Dạ, dạ, tất cả bà con trong phim trường đều chọn đáp án B. Xin được mời phó giáo sư đưa ra đáp án ạ. À. Không biết là đáp án B có đúng hay không ạ? À? À, có thể để tôi hỏi anh tới trước. Anh tới nhà anh cũng trồng cam sòn nha. Anh có thể biết là đây là đâu là đáp án A hay đáp án B không? Đáp án B. Đáp án B luôn. Ừ. Tại sao B. vậy? Ở nhà có bị chưa? Có, cũng có một số cây có bị. Cũng có một số cây có bị. Còn vậy thì cái hình A là gì vậy bà con? Còn hình A là gì? Là anh tới có thể đại diện bà con. Như thiếu sắt hay kẽm gì thôi chứ còn không phải. Anh nghi ngờ là hình A thiếu một cái gì đó. Dạ, thiếu một cái gì đó thôi. Thiếu gì đó. Bà con hình A là gì? Rồi, thưa bà con thì thật ra cái hình này thì nói chung thì tác giả mà chụp thì nói chung cũng cái hình B nó cũng không có đặc trưng lắm. Thành ra là tôi nghĩ là bà con chọn thì cũng đúng đó. Nhưng mà nếu mà chi tiết đó, thì thật ra thì về cái triệu chứng, cái tác nhân mà gây ra cái bệnh vàng lá gân xanh thì chúng ta biết là nó gây ra cái triệu chứng là nó sẽ gây ra cái triệu chứng là cái gân thì xanh nhưng mà cái phiến lá thì nó vàng. Nhưng mà một cái dấu hiệu mà người ta lưu ý đó, là nó thường có khi là nó không có đối xứng qua hai cái gân nha, không có đối xứng. Còn cái triệu chứng mà thiếu kẽm thì thường là nó sẽ là vàng lá gân xanh nhưng mà nó sẽ đối xứng qua cái gân. Nhưng mà một cái dấu hiệu nữa có thể bà con có thể nhận biết được cái bệnh vàng lá gân xanh đó là thường thường cái bệnh vàng lá gân xanh thì cái lá thường thường là do nó ảnh hưởng, nó làm suy giảm cái sinh trưởng của cây, thành ra nó lá nhỏ. Lá nó nhỏ thành ra là thường thường bà con mình hay gọi là lá tai chuột. Do đó thì cái cây mà nếu mà thiếu kẽm, triệu chứng thiếu kẽm mà không có bệnh thì thường thường nó sẽ bị là vàng lá gân xanh, nhưng mà cái kích thước lá nó sẽ lớn và nó sẽ đối xứng. Nó sẽ nó vàng và nó đối xứng qua cái gân. Thành ra là cái bà con chọn như thế thì tại vì cái hình này cái lá nó cũng hơi nhỏ nhỏ, nó cũng giống giống như lá gân xanh. Nhưng mà nếu đúng cái triệu chứng mà điển hình thì cái triệu chứng A thì nó điển hình hơn. Dân xin được cảm ơn phó giáo sư. Tiếp theo chúng tôi xin được mời câu hỏi tình huống thứ hai đến từ tiến sĩ Bùi Thanh Liêm. Rồi bà con nhìn hình cho kỹ ha. Thì trên cái hình này là cái đọt cam. Thì bà con xem cái đối tượng nào tấn công. Đáp án A là rầy mềm. Đáp án B là rệp dính. Rầy khác rệp nha bà con xem cái đối tượng này quen thuộc đó. Thì bà con chọn. Mời bà con. Dạ, xin mời bà con nông dân đưa ra đáp án ạ. À. Không biết lựa chọn A hay B luôn. Xin mời bà con đưa cái đáp án ạ. À. Dạ, bà con rất là phân vân giữa đáp án A và đáp án B. Xin được mời tiến sĩ đưa ra đáp án đúng cho bà con nông dân ạ. À. Rồi, thì phần lớn bà con chọn là cái đáp án A. Thì thật ra là cái con này bà con rất là quen thuộc, đặc biệt là bà con trồng cam quýt nó rất là nhiều. Khi mỗi đợt ra đọt non á, nhỏ nhỏ bà con thấy nó rất là nhiều, nó nằm ở phía dưới cái lá đó. Thì là nó rất là nhiều và bà con thấy là nó sinh sản rất là nhanh. Thì cái đây là cái đối tượng là nó mặc dù là con rệp này nó có con rệp mềm, nó có con đực con cái, nhưng mà nó sinh sản bằng cách là vô tích. Cho nên là bữa nay là bà con thấy là có một con, nhưng bữa sau thấy một bầy con ở sao nó đẻ ra con. Và cái nó sinh trên lá vậy thì nó sẽ chích hút cái lá, làm cho cái lá nó không phát triển và cái đọt nó quăng xuống. Thỉnh thoảng là bà con thấy là có những cái vết mũi than trên đó. Và nếu bà con không có trị thì cái đọt đó nó sẽ bị quăng xuống, thì nó không phát triển. Nó không có, cái cây nó không có lớn được. Thì cái đối tượng này thì bà con có thể sử dụng cái thuốc hóa học để trị. Thì tất cả những loại thuốc hóa học thì có thể là diệt cái đối tượng này nếu bà con xịt đúng trúng vào nó ở phần dưới lá. Thì chắc có lẽ là bà con cũng quen cái đối tượng này cho nên là bà con trả lời là phần lớn bà con trả lời đều đúng. Xin chúc mừng bà con. Dân không biết là trong vườn cây thì có thiên địch của loài này hay không ạ? Thật ra thì cái đối tượng này trong cái vườn cây của chúng ta nó có rất nhiều thiên địch. Là một trong những con đó mình ta gọi là con kiến vàng, hoặc là một số loại bọ có ăn thịt. Nhưng mà do cái mật số con này nó đông quá, và hiện nay với cái áp lực của bà con sử dụng cái thuốc khoa học nó nhiều đó, cho nên những cái loại thiên địch này
càng ngày càng ít đi và bà con buộc phải sử dụng cái thuốc hóa học. Tuy nhiên trong thời gian tới là nếu bà con tận dụng cái loại thương địch này thì cái đối tượng này nó cũng sẽ giảm xuống. Xin được cảm ơn tiến sĩ. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được nhờ bộ phận kỹ thuật cho tiến hành phần quay số may mắn ạ. Xin được chúc mừng khán giả Nguyễn Trung Phương ở Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Và liên tục chương trình thì chúng tôi xin được nhờ Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hâu trả lời câu hỏi của khán giả Quỳnh Văn Sang ở Dòng Triền, Kiên Giang. Và vị khán giả này hỏi là trồng cam được 2 năm thì rễ bị thối, lá vàng, sâu giải bùa ăn lá khoảng 50% vườn. Vậy thì tôi phải làm gì để khắc phục và phát triển lại cam? Năm nay thấy cam yếu, vậy năm tới thì tôi có thể để ra trái hay không? Dạ, xin được mời Phó Giáo sư. Chắc có lẽ thời gian không còn nhiều thì chúng tôi cũng trả lời nhanh. Thì như mô tả của anh đó thì như vậy thì cây của anh có thể bị vàng lá thối rễ. Thì nãy giờ chắc có lẽ là anh cũng nghe cái các cái giải pháp mà khắc phục cái bệnh này. Thì đầu tiên có thể chúng ta dùng các loại thuốc đặc trị, rồi sau đó có thể là dùng cái phân hữu cơ có thể kết hợp với lại trico để mà chúng ta phòng ngừa cái bệnh. Còn cái ý thứ hai là anh nói là cái bị sâu giải bùa tới 50% vườn. Thì cái này là chắc có lẽ là anh phải làm bón phân để cho ra đọt mới thôi. Và lưu ý là cái con sâu giải bùa thì nó thường tấn công cái giai đoạn là trong cái mùa mưa. Và đặc biệt là khi mà nó ra đọt non. Do thành ra là khi mà cái cây mà nó ra đọt non thì chúng ta nên chú ý dùng các cái loại thuốc mà chúng ta phòng ngừa, chứ không thì nó tấn công. Thì như vậy thì rõ ràng là cái phân bón mà chúng ta bón kích thích cho nó ra đọt thì coi như là nó bị rất là lãng phí. Còn bây giờ như vậy thì năm tới thì có cái để trái được hay không thì cái chuyện này chắc là để xem lại. Nên thì nếu mà anh áp dụng các cái biện pháp mà cây nó hồi phục, cái tán cây nó lớn và nó sung tốt thì có thể là chúng ta sẽ tiến hành chúng ta để trái. Còn nếu cái cây mà anh cứ làm nó ra mà đọt mà cứ sâu dẻ bùa bị nó dẻ hoài, rồi cái trước nhất là cái hai nữa là cái rễ nó không có hồi phục lại được, cái cây nó suy, thì như vậy thì nếu mà chúng ta làm trái thì chắc có lẽ là có trái đó, nhưng mà xong rồi chắc có lẽ là cây nó cũng sẽ chết luôn. Xin một số ý kiến trao đổi với anh. Vâng, xin được cảm ơn Phó Giáo sư. Kính thưa quý khán giả, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng sắp hết. Chúng tôi xin được nhờ bộ phận kỹ thuật cho quay số may mắn lần thứ hai. Chúng tôi xin được chúc mừng khán giả Nguyễn Văn Trung ở Thốt Nốt, Cần Thơ. Còn bây giờ thì Quỳnh Như xin được công bố danh sách những khán giả được bình chọn là có câu hỏi hay trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được chúc mừng khán giả Trần Xuân Lạc ở Gò Quao, Kiên Giang, khán giả Hoàng Quốc Anh ở Mang Thít, Vĩnh Long và khán giả Nguyễn Tánh ở Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Xin quý khán giả hãy vui lòng giữ liên lạc qua số điện thoại đã gọi về chương trình. Đơn vị tài trợ công ty Tân Thành sẽ liên lạc lại và gửi quà trực tiếp đến quý khán giả. Kính thưa quý khán giả và bà con nông dân, đến đây thì chương trình Sức mạnh sinh học kỳ 99 với chủ đề ứng dụng các giải pháp sinh học trên vườn cây ăn trái xin phép được tạm dừng. Và xin mời quý khán giả và bà con nông dân đón xem chương trình Sức mạnh sinh học kỳ 100 với chủ đề Sức mạnh sinh học trong canh tác lúa ứng phó biến đổi khí hậu sẽ được phát hình vào ngày 12 tháng 8 năm 2017. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn các nhà khoa học, bà con nông dân đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành đã tài trợ cho chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.